thần của cung vàng điện ngọc đấy. Hôm nay ta mời mọi người hãy ghé vào cung vàng điện ngọc. Này là cá massage này, massage chân này, cá rất nhiều luôn. Đây là cá massage chân nha. Khu này là cá massage chân, massage cá 15.000 đồng một vé, biển tên đồng 100.000, người lớn trẻ em 60.000 tên đồng đấy. Vào tắm là ai vào tắm thì mua vé 100.000 vé, người lớn trẻ em 60. Đây biển tên đồng đây các bạn này, mua vé người lớn là 100.000, trẻ em là 60.000. Đây bên trong biển Thiên Đồng đây các bạn này. Vâng, đồ tương yên này ngay. Đây còn bên này là khu biểu diễn sơn tinh thủy tinh đây các bạn này. Đấy, sân khấu kìa, đây là sân khấu biểu diễn sơn tinh thủy tinh nha. Đây là động thần hổ nè các bạn ơi. Lâu đài tuyết đây này các bạn ơi, được đón tiếp và phục vụ quý khách đến tham quan khu du lịch văn hóa Suối Tiên. Chúng tôi xin được lâu đài giới tuyết thiệu một khu vui chơi của người phương Tây. Vui chơi giải trí được Phụng Hoàng Tiên, khu vui chơi giải trí này. Các bạn chính như tôi vào khu vực quá trình những con lớn vì hàng